cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh về một số nội dung quan trọng. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. Đảng viên tiên phong trong công tác giải phóng mặt bằng nhường đất cho dự án. Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông. Hiệu quả luân chuyển cán bộ chủ chốt cấp xã không phải là người địa phương. Xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông. Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cùng một số nội dung quan trọng khác được xem xét cho ý kiến tại phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Phiên họp xem xét cho ý kiến vào dự thảo quy chế quản lý kinh phí và mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây là chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu bứt phá công nghiệp mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Nội dung hỗ trợ từ các hoạt động kết nối xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước cho đến việc áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của chuỗi sản xuất toàn cầu, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu, vật liệu. Các doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ khi và chỉ khi các đề án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện. Còn phê duyệt xong anh đi tổ chức thực hiện đi, quay lại cái gì hợp lệ, hợp pháp thì tôi hỗ trợ, cái gì không hợp lệ, hợp pháp thì thôi. Một nội dung được tập trung thảo luận nữa là dự thảo quy định về chính sách hỗ trợ học phí trình độ trung cấp cao đẳng trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu đột phá trong thời gian tới. Các ý kiến cho rằng cần làm rõ hơn nữa tác động của chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Việc hỗ trợ phải theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp có địa chỉ tiếp nhận rõ ràng, tránh việc đầu tư không hiệu quả, người được hỗ trợ đào tạo xong lại đi làm ngành nghề khác. Sở động tiếp tục cái nội dung này về rà soát lại, đánh giá lại, xem là hàng năm thì các cháu học ở trường này đi làm bao nhiêu phần trăm. Hai là mở rộng đối tượng là các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo cho công nhân nâng cao tay nghề là một. Hai là các doanh nghiệp đề xuất đào tạo nghề để tiếp nhận vào tại các doanh nghiệp, tức là đào tạo có mục đích, có đặt hàng của các doanh nghiệp lớn đầu tư tại tỉnh. Cái đối tượng này thì tôi là quan tâm nhất này, có hiệu quả ngay này, các cháu ra trường này có việc làm ngay này, lương cao này, có tay nghề luôn này, tức là không lãng phí cái đồng tiền mình đầu tư bỏ ra là có sản phẩm, có hiệu quả, nhìn đến luôn. Một nội dung quan trọng nữa là dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 1248 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, dự kiến sẽ tổ chức công bố nghị quyết ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã ngay trong tháng 11 và hoàn thành sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy trước ngày 15 tháng 12. Phiên họp cũng xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất. Đây là sự cụ thể hóa quy định của Luật Đất đai năm 2024 và là cơ sở để triển khai các dự án đô thị, nhà ở cùng hàng chục dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong quy hoạch tỉnh. Phiên họp cũng cho ý kiến việc sửa đổi bổ sung quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội, quy định mức tỷ lệ tăng để xác định đơn giá thuê đất, tính tiền thuê đất đối với công trình ngầm, quy định mức nộp tiền để bổ sung diện tích đất trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. Chương trình kỳ họp thứ 8 hôm nay ngày 4 tháng 11, Quốc hội dành cả ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và một số nội dung khác. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận, góp ý đề nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm gắn liền với kiểm soát quyền lực.
nhất trí cao với báo cáo kết quả kinh tế xã hội của Chính phủ. Đại biểu Đào Hồng Vận khẳng định, với sự chỉ đạo định hướng sáng suốt đúng đắn của Trung ương Đảng, sự điều hành quyết liệt sát thực tiễn của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và các cấp các ngành kinh tế xã hội, công tác đối ngoại an ninh quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành, đời sống nhân dân được đảm bảo nâng cao và được bạn bè quốc tế tin tưởng và đánh giá rất cao. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy chúng ta chưa tận dụng phát huy hết tiềm năng và lợi thế của mình. Nhiều lĩnh vực chưa đạt được mục tiêu đề ra, có những vấn đề tồn tại nhiều năm mà vẫn chưa được khắc phục. Nhiều việc còn đi chậm so với các nước trong khu vực. Nguyên nhân của những tồn tại trên được Chính phủ thẳng thắn chỉ ra và có giải pháp khắc phục. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đồng tình cao với các giải pháp Chính phủ đề ra, đồng thời đề nghị tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng phân cấp phân quyền, làm rõ trách nhiệm gắn liền với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm đạo đức công vụ. Tôi đề nghị tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng phân cấp phân quyền, làm rõ trách nhiệm và gắn liền với việc kiểm soát quyền lực và trách nhiệm công vụ. Chúng ta tăng cái phân cấp phân quyền vừa qua thì Chính phủ đã trình Quốc hội là một số dự thảo luật để tăng cái tính phân cấp phân quyền cho chính quyền các cấp. Tuy nhiên thì cái này chúng ta phải bằng các cái thể chế pháp luật thì chúng ta phải tăng cường công tác kiểm soát để làm sao mà triển khai công việc nó hanh thông thuận lợi. Tuy nhiên thì phải đi vào đúng quỹ đạo và đúng khuôn khổ pháp luật. Cùng với đó, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị tập trung đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm có tính chất đột phá, dẫn dắt, lan tỏa như chúng ta đang triển khai. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đẩy mạnh phát triển công nghệ cao nhằm tăng năng suất lao động. Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại để giữ vững được môi trường hòa bình ổn định để phát triển và thu hút được các nguồn lực để phát triển xã hội. Cùng với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Sáng nay, đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Khoái Châu. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao huy hiệu cho các đảng viên Nguyễn Văn Uông, chi bộ thôn Đức Nhuận, đảng bộ xã Giả Trạch và đảng viên Nông Văn Cự, chi bộ thôn Yên Lịch, đảng bộ xã Dân Tiến. Đồng chí Lê Quang Hòa chúc mừng và trân trọng tri ân những đóng góp của các đảng viên, nhất là các đảng viên cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự đối với các đồng chí đảng viên và gia đình mà còn là vinh dự của đảng bộ địa phương. Đồng chí chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Với mục tiêu phấn đấu trở thành phường vào năm 2025, thời gian qua trên địa bàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên được triển khai hàng loạt dự án giao thông, trong đó có cả các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. Để các dự án được triển khai nhanh chóng, thuận lợi, hàng nghìn hộ dân trong xã đã đồng thuận nhường đất, bàn giao mặt bằng cho dự án. Xác định mỗi dự án giao thông được hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội, nên ngay khi các dự án được triển khai, xã Liên Phương sẵn sàng đối thoại, giải đáp mọi thắc mắc để cán bộ đảng viên hiểu rõ mục đích ý nghĩa của từng dự án. Mỗi cán bộ đảng viên có trách nhiệm gương mẫu đi đầu vận động gia đình người thân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Bây giờ coi như là để mà có điều kiện đóng góp xây dựng quê hương thì cũng nó là một cái phấn khởi và cũng là việc mình nên làm và vận động các con cũng nên làm. Đảng viên thì dĩ nhiên là đi đầu rồi, người dân ban chi ủy chi bộ là phải vào cuộc để vận động nhân dân, khi vận động thì người ta đều nghe. Trên địa bàn xã Liên Phương có 4 dự án giao thông của tỉnh và thành phố đang triển khai, gồm đường bên tiếp giáp đường bộ nối 2 cao tốc qua địa bàn thành phố Hưng Yên, đường trục phía Nam cùng đường trục trung tâm khu đại học Phố Hiến và đoạn đường trục xã ra quốc lộ 39. Tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng lên tới hàng chục hecta, gồm đất nông nghiệp và đất thổ cư của trên 800 hộ dân. Đến nay, 100% số hộ dân có đất nơi dự án đi qua đã đồng thuận nhường mặt bằng cho dự án. Chủ trương của Đảng và Nhà nước, thế nhưng mà đây là lợi ích của nhân dân, người ta thực tế là người ta nhìn thấy các cái lợi ích đấy. Về phát triển kinh tế thì là đường giao thông là quan trọng nhất, không có đường giao thông thì không thể phát triển kinh tế được. Thế này nhân dân thì cũng rất là đồng tình ủng hộ. Các đồng chí lãnh đạo trong thôn đưa ra nhiều cái khía cạnh để nhân dân cùng đóng góp, cùng bàn bạc, và những cái công việc này là rất là minh bạch và đến nơi đến chốn.
một số hộ có nhiều diện tích thuộc diện giải phóng mặt bằng như hộ ông Nguyễn Văn Tiến ở thôn Đông Triều, gần 320 m² đất thổ cư, hộ bà Đào Thị Bầu ở thôn An Triều 1 nhưng trên 1.600 m² đất nông nghiệp. Việc làm tốt công tác giải phóng mặt bằng sẽ là tiền đề quan trọng để xã Liên Phương tiếp tục triển khai các dự án khác và sớm hoàn thành các tiêu chí trở thành phường. Qua đó cũng góp phần đưa thành phố Hưng Yên lên đô thị loại 2 vào năm 2025. Hiện nay thì tỉnh cũng đang khảo sát để như vậy là đón nhận cái tập đoàn Oppo, thì chúng tôi cũng đã có trên 60 hectare để phục vụ cái dự án này. Ngoài ra thì tập đoàn TNG là đang tài trợ lập quy hoạch khu đô thị mới xã Ninh Phương gồm 118 hectare. Thế và địa phương thì cũng đón nhận các cái dự án của tỉnh, trục đường trung tâm, trục đường phía Nam, rồi dự án liên xã là xã Liên Phương, Hồng Nam và Phương Triều. Thì trong cái công tác như vậy là thực hiện này thì chúng tôi đã làm rất là tốt, là công tác tuyên truyền vận động để giải phóng mặt bằng. Khắc phục tình trạng cục bộ khép kín, nể nang, né tránh trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cán bộ bằng việc luân chuyển bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương là mục tiêu đặt ra tại nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Sau gần một năm rưỡi đi vào triển khai tại huyện Khoái Châu, đến nay đã có những hiệu quả tích cực. Xã Vùng Hưng từng là điểm nóng về đơn thư khiếu nại. Có thời điểm, xã phải tiếp nhận và giải quyết tới 70 đơn thư, trong đó có nhiều đơn thư vượt cấp, đa số nội dung tập trung vào tố cáo cán bộ xã thôn về công tác cán bộ quản lý đất đai, thu chi tài chính. Thế nhưng gần một năm trở lại đây, nhất là từ khi cả đồng chí bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban dân xã được điều động từ nơi khác về, thì tình trạng này giảm hẳn, đơn thư vượt cấp gần như không còn. Bây giờ là cơ sở ở thôn tôi có rất là nhiều cái đổi mới. Mỗi khi mà nhận được các cái chỉ đạo của đảng ủy ban nhân dân xã là các đồng chí lãnh đạo về cho họp và triển khai đến từng người dân là nắm được và thông suốt mọi vấn đề, cho nên người dân rất là phấn khởi. Thôn là thực hiện cái chỉ đạo của đảng ủy ban nhân xã là triển khai các cái nghị quyết, ban công tác mặt trận, các đoàn thể tập trung vào số cái trường hợp tranh chấp là nhà mốc giới đến trước hết động viên gia đình giải hòa. Bắt tay vào nhận nhiệm vụ mới từ đầu năm 2024, cả hai cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã Phùng Hưng triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy chế, nội quy, lịch tiếp công dân, đồng thời cùng tập thể đảng ủy, ủy ban dân xã có những nghị quyết về xử lý đơn thư, nghị quyết về chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, từ đó tạo niềm tin trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Có 3 cái được. Cái thứ nhất là dân mến, dân yêu, là cái đoàn kết. Cái thứ hai nữa, cái lịch là tiếp dân, rồi là góp đơn thư, rồi giải quyết nhẹ nhàng là dân rất là tốt, dân rất cả ngợi. Công tác xử lý đơn thư thì đồng chí bí thư thì thực hiện theo cái quy định 11, tức là trách nhiệm, vai trò trách nhiệm người đứng đầu giao cho các bộ phận tổ chức thực hiện kịp thời. Các đồng chí cũng rất là quan tâm và đôn đốc chấn chỉnh nền lối làm việc của cán bộ công nhân viên chức. Từ kinh nghiệm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Dân, sau khi được điều động luân chuyển về làm bí thư đảng ủy xã Dân Tiến, đồng chí Lê Bá Tiền đã bắt tay ngay vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung cao cho việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Ngay sau khi mà nhận nhiệm vụ được luân chuyển về làm bí thư đảng bộ xã Dân Tiến, thì đồng chí Lê Bá Tiền bắt tay ngay vào cái công việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện, rút ngắn được một cái khoảng thời gian nhất định. Bằng cái kinh nghiệm của mình thì đồng chí cũng đã mang kinh nghiệm để xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu của Tân Dân về áp dụng với cả Dân Tiến. Thì lần đầu tiên Dân Tiến chúng tôi tham gia thi cái tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu và đã được giải nhất trong toàn huyện. Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu đã điều động 11 đồng chí bí thư đảng ủy xã và 5 đồng chí chủ tịch xã không phải là người địa phương vượt chỉ tiêu đặt ra trong thực hiện nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí được luân chuyển đã và đang phát huy tốt năng lực, bản lĩnh chính trị, mang đến luồng gió mới tại các cơ sở, thúc đẩy các phong trào tại địa phương. Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm triển khai hướng dẫn thực hiện luật thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ đã tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong công tác tuyên truyền để nâng cao hiểu biết cho cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân nắm bắt và hiểu rõ về luật thực hiện dân chủ cơ sở. Cùng với đó, kết hợp với ban công tác mặt trận ở các khu dân cư đã tích cực hỗ trợ hướng dẫn nhân dân thực hiện dân chủ cơ sở, hương ước quy ước của cộng đồng dân cư và tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy được hiệu quả trong giám sát các công trình phúc lợi tại địa phương. Theo luật dân chủ, ban giám sát tiến hành họp và phân công từ thành viên một, hai đồng chí giám sát một ngày theo công trình từ lúc thi công đến lúc hoàn thành. Ví dụ như chọn nguyên liệu, ví dụ như che cọc thì phải che giả, che chuẩn, xi măng, cát thì luôn được đảm bảo để xây kè. Đối với Mặt trận Tổ quốc xã thì trong quá trình thực hiện luật dân cử cơ sở thì đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ vai trò của mặt trận, đó là giám sát các cái công trình tại địa phương đảm bảo đúng theo thiết kế cũng như sau này đưa vào sử dụng đạt được kết quả cao nhất. Thế ngoài ra thì làm tốt cái công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri thông qua hòm thư góp ý của Mặt trận Tổ quốc, thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Để luật đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành nghị quyết số 49 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trên 470 hội thi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho trên 30.000 lượt cán bộ mặt trận tham gia, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân và hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng ở xã phường thị trấn cho trên 1.200 người tham dự. Chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ kiểm tra cái việc thực hiện dân chủ ở cơ sở thì chúng tôi nhận thấy là cái việc triển khai của hệ thống mặt trận của bộ cấp là rất là tích cực, tham mưu với cấp ủy bộ cấp để ban hành các cái nghị quyết cũng như các kế hoạch để triển khai thực hiện cái dân chủ cơ sở, thực hiện kế hoạch để triển khai đến cấp xã và trên cơ sở đó để triển khai đến các khu dân cư rồi các đối tượng người dân có liên quan. Những kết quả đó đã góp phần làm cho dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện ngày càng thực chất hơn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng tốt hơn, vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân của Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông gia tăng trên địa bàn thành phố Hưng Yên, Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã ra quân phòng chống thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bước đầu đã đem lại hiệu quả khả quan và nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Theo thống kê, từ ngày 13 tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 172 trường hợp vi phạm, tạm giữ 99 phương tiện, xử phạt với số tiền trên 545 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển xe trên đường trong hơi thở, có nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, lạng lách đánh võng, không có gương chiếu hậu và không gắn biển kiểm soát. Sau khi tổ chức vây bắt, Công an thành phố Hưng Yên tổ chức phân loại đối tượng vi phạm. Qua xác minh đã làm rõ 55 trường hợp từ dưới 16 đến 18 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên và hiện đang là học sinh của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Phù Cử, Tiên Lữ. Đối với trường hợp vi phạm là học sinh, Công an thành phố đã mời gia đình lên làm việc và gửi thông báo cho nhà trường để biết, phối hợp trong quản lý giáo dục. Ngoài ra, Công an thành phố lập danh sách đối với các trường hợp vi phạm để gửi về Công an huyện, Công an xã phường, nơi cư trú để đưa vào danh sách thanh thiếu niên hư cần được quản lý. Nhằm ngăn chặn có hiệu quả vi phạm giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên cần quan tâm theo sát con em mình trong quá trình quản lý giáo dục để kịp thời phát hiện nếu các em có các biểu hiện sử dụng xe độ, đi chơi đêm, tham gia các nhóm tụ tập, tổ chức chạy xe tốc độ cao, nâng cao nhận thức về hậu quả, hệ lụy của việc tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.